Có một điều khá là thú vị là các cầu thủ U20 Hàn Quốc họ xếp hàng và họ cúi đầu chào khán giả, một cái hình ảnh rất đẹp. Và trên khán đài thì các cầu người hâm mộ Phú Thọ họ chưa đến hết đâu, vỗ tay và thể hiện cái sự cảm ơn trước cái sự chuyên nghiệp của các cầu thủ U20 Hàn Quốc. Huấn luyện trưởng của U20 Hàn Quốc là ông Kim Yun Jung. Đây chúng ta nhìn thấy là hình ảnh của U20 Hàn Quốc phía xa xa, rất đẹp mọi người ạ. Đây là một cái hình ảnh mà mình không nghĩ đến đâu. Người Hàn Quốc thì luôn luôn tôn trọng cái lễ nghĩa. Chúng ta nhìn thấy là hình ảnh ở phía trước mặt là đội trưởng Đặng Văn Tới. Đặng Văn Tới không phải là cầu thủ được nằm trong danh sách ban đầu của đội tuyển U23 Việt Nam. Tuy nhiên sau đó thì Tới đã được bổ sung thay cho trường hợp một cầu thủ bị chấn thương. Và bây giờ chúng ta nhìn thấy rằng là Tới đã đeo băng đội trưởng. Đây là đội hình đang phía trước mặt của chúng ta ấy, là đội hình sẽ đá chính nha mọi người. Đây đội hình đá chính đây. Chúng ta thấy là Đoàn Anh Việt trung vệ này, Nguyễn Đức Việt mang áo số 42, số Nguyễn Đức Việt này. Có trường hợp của Đặng Văn Tới này. Đó, có Vũ Tiến Long đi giày xanh này. Đấy, có Lê Xuân Tú này. Đấy, rồi có cả Bùi Vĩ Hào nữa mọi người ạ. Đây là nhóm cầu thủ sẽ dự bị. Đấy, có cả Hồ Thanh Minh này. Đấy, có Đặng Văn Lắm này. Tương đối những cầu thủ trong số này sẽ là những cầu thủ dự bị được vào sân. Ngày hôm nay thì chúng ta sẽ được thay tổng cộng là 5 người. Như vậy là đội tuyển U23 Việt Nam sẽ được thử được một nửa đội hình. Và Mai Xuân Quyết, Mai Xuân Quyết là số 41 là Mai Xuân Quyết mọi người ạ. Đây sẽ là trận đấu được xem là demo cho SEA Games 31, khi mà U23 Việt Nam thi đấu cả 4 trận ở SEA Games, ở vòng bảng tại sân vận động này. Thậm chí nếu như trong một điều nhất định thì U23 Việt Nam có thể tham dự trận bán kết ở đây. Hình ảnh mà chúng ta đang theo dõi gần đây làm cho mình cảm thấy nhớ sân Binan của Philippines, nơi mà đội tuyển U23 Việt Nam đã thi đấu ở SEA Games 2019. Điều kiện sân cũng tương tự thế này. Chúng ta cảm thấy phạm vi sân nó cũng kiểu tương tự như thế luôn. Nói chung là nhân sự hiện tại thì nếu như mọi người không theo dõi được cái lứa cầu thủ này thì chúng ta sẽ bắt đầu trận đấu này nhá. Chúng ta hãy coi trận đấu này sẽ là trận đấu để chúng ta nghĩ để biết đến U23 Việt Nam phiên bản hoàn thiện hơn của lứa hạ 1999-2001. Ngày hôm nay là một ngày cũng tương đối đặc biệt và cũng là hơi buồn một chút với Đoàn Văn Hậu. Cầu thủ đáng lẽ ra nếu như không chấn thương thì có thể đã có mặt trong đội hình của đội tuyển U23 Việt Nam rồi. Có một ông Park đầu chọc đeo khẩu trang. Lại mất hình ảnh rồi à mọi người? Còn như khu vực này như là cứ bao giờ đến này mất hình ảnh. Đây mình sẽ chỉnh lại cái mạng nha, chờ mình một tí nhá. Alo mọi người ơi, mọi người đã nhìn thấy hình ảnh ổn chưa ạ? Mình vừa chỉnh lại hình ảnh rồi ạ. Ok. Tổ trọng tài hiện tại của trận đấu này thì tổ trọng tài sẽ điều khiển là người là nội mọi người nhá. Người cầm còi sẽ là ông Hoàng Ngọc Hà, trọng tài FIFA và đã có nhiều năm kinh nghiệm bắt V-League rồi.